Thưa quý vị và các bạn, thôn Nam Tân nằm ở phía nam của huyện Gio Linh, trên một triền đất đỏ ba gian màu mỡ với địa thế trải dài xuôi về hướng đông. Cây trải ở đây được nuôi dưỡng từ dung nham nổi lửa qua hàng ngàn năm, tinh chất và nguồn nước trong ngần nên sum suê hoa lời bốn mùa. Nơi mảnh đất thâm khê xa xôi này ôm tròn trong mình những câu chuyện xưa và nay, hòa quyện trong sự trồng vòng của lịch sử dân tộc nhọc nhằn mà vinh quang qua từng trang sử sách. Qua gia phả của các họ tộc thì làng Nam Tây hiện nay được hình thành từ rất sớm, khoảng trong thế kỷ thứ 16-17. Theo sách Đồng Khánh Dư Địa Chí thì vào thời Đồng Khánh và Pháp thuộc, phường Nam Tây đã có tên trong tổng An Mỹ Thường. Sau cách mạng tháng 8, phường thuộc các xã Nam Linh, xã Linh Mai, xã Linh An. Và đến ngày nay thì phường Nam Tây và Tân Du hợp thành thôn Nam Tân, xã Do Sơn, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị. Qua sử sách và lời kể của các vị cao niên, thì xưa kia đây là vùng rừng thiêng, nước độc, thú dữ hoành hành, cọp beo hàng đàn kéo về quanh làng gầm thét thâu đêm. Vào khoảng năm 1558 là Đoàn Quốc Công, tức là Nguyễn Hoàng, từ ở Nghệ An là quý chính ông là ở Gia Miêu Thanh Hóa, là cùng với ngài Bùi Văn Khuê và Bùi Văn Kháng đưa 1.000 quân cùng với chiến thuyền đi vào đường biển, tức là vào đến Yên Việt, tức là cửa Việt ngày hôm nay, sau đó vào Mai Xá và đóng đô ở Ải Tự. Thì ở Mai Xá là đất hẹp, người đông, đất ruộng là khô cằn, cho nên ngài cho mở mang lên bờ cõi phía tây vùng Gio Linh, tức là lên ở đây khai phá. Thì đưa ba vị là ngài Bùi và ngài Trương và ngài Lê lên tại vùng tây Gio Linh để khai phá. Thì ở đây là rừng rú um tùm, gọi là thú dữ, rồi là đất là phì nhiêu màu mỡ, nhưng mà cái khí hậu thì hơi độc địa, cho nên là ba ông khai phá ra và để trồng lúa trồng màu, và dân lúc đó là lên theo càng đông. Thì lập ra tám phường, gồm tám phường ở đây gọi là bát trại phường, thì gồm có làng Nam Đông, Nam Tây, rồi Phú Phụng, Vạn Kim, Quảng Xá, Xuân Lộc và là Dương Xuân. Thì ba tám cái phường đó là cùng chịu sự quản lý ở dưới mái xã hạ gọi là cựu xã phường. Thì có cái đình làng tại chợ Nam Đông, tức là đình làng rất là lớn, nhưng sau bị chiến tranh tàn phá không còn nữa. Thì sau đó các phường ở đây cũng có cái sự quản lý riêng, các phường cũng có cái thành lập ra các cái miếu thờ của các phường, thì thờ thần hoàng và các cái vị tiên khai. Như ở cái phường tôi đây là phường Nam Tây đây, đây là khu di tích miếu phường Nam Tây này. Chúng tôi là sau khi chiến tranh chúng tôi là tái lập lại, tôn tạo lại để thờ vị thần hoàng và ba cái vị ngài đã khai khẩn ra cái vùng đất này. Miếu thờ thần hoàng phường Nam Tây nằm về phía bắc của làng. Được biết, một điều kỳ diệu là qua các cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, tất cả nhà cửa, cây cối trên vùng căn cứ Cồn Tiên đều bị san phẳng. Nhưng ở khu vực miếu này, các cây cổ thụ, bức tường rào, bình phong vẫn còn khá nguyên vẹn. Ngôi miếu không chỉ riêng thờ vị thần Cao Cát Quảng Độ, mà còn thờ ba vị đại lang tiền khai của làng là ngài Bùi Quý Công, Lê Đại Lang và Trương Đại Lang, những bậc tiền nhân đi lập làng phải chịu bao gian khổ mới hình thành nên một miền quê mới. Thì phường chúng tôi theo cái thường lệ hàng năm thì có hai cái lễ, tức là xuân thu nhị kỳ, tức là 17 tháng 7 tháng 2 âm lịch, 17 tháng 2 âm lịch là có cái lễ tế xuân và 17 tháng 7 âm lịch là lễ tế thu. Thì chủ yếu là để cầu cho quốc thái dân an, cầu cho mùa màng bội thu, rồi cầu cho mưa thuận gió hòa và dân làng được ấm no hạnh phúc. Thì hiện nay thì dân trong làng chúng tôi là gồm có 170 hộ sống ở tại đây, còn đi chiến tranh lưu lạc đi khắp nơi rồi, nhưng hiện nay còn 170 hộ ở trên làng Nam Tây này. Thì gồm có là trên 10 họ, những họ chính như họ Bùi, họ Lê, họ Trương,
sau đó là các họ lên như họ Trần, họ Nguyễn, rồi các họ khác lên ở trên cái vùng đất này và đều cùng nhau đoàn kết xây dựng làng mạc. Đây là ngôi mộ của ngài Bùi Quý Công, một trong ba vị tiền khai ra phường Nam Tây. Tương truyền, ông là một trong những hậu duệ của thủ hạ thân tín chúa tiên Nguyễn Hoàng. Vâng lệnh đưa dân binh từ vùng đất Mai Xá lên khai phá đất đai vùng miền Tây Gio Linh, lập nên 8 phường thuộc Tổng An Mỹ Thường. Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhân dân thôn Nam Tân đã một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, trung trinh với cách mạng, kiên quyết bám trụ trên quê hương để đánh địch. Vùng đất Nam Tân này là nơi nhiều vị lãnh đạo cao nhất của tỉnh và huyện đến ở lại hoạt động. Trong kháng chiến chống Mỹ, đây là nơi trú ngụ của nhiều đơn vị bộ đội tham gia các trận đánh vang dội tại Cồn Tiên, Dốc Miếu, Mai Lĩnh, Quản Ngang. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì nhân dân thôn Nam Tân là đã có hàng chục người đã hy sinh vì đất nước. Có hai bà mẹ anh hùng được nhà nước phong tặng bà mẹ anh hùng. Chính những cái công lao đóng góp như vậy cho nên được năm 1988 được chính phủ nhà nước lập phong tặng làng có công với nước. Một trong những truyền thống quý báu được lưu giữ xưa nay trên mảnh đất này đó là truyền thống hiếu học. Các dòng họ trong làng bao đời luôn có truyền thống hiếu học và dạy người. Việc dạy dỗ con cháu trong họ tộc thật hiếu đệ, thuần hậu và dùi mài khoa cử luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ thế hệ này sang thế hệ khác. Họ Bùi của làng Nam Tây là một trong các họ tộc đã thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài đối với con cháu trong các gia đình dòng họ. Chính sự quan tâm sâu sát, động viên kịp thời của các bậc trưởng thượng và dòng họ đã tạo động lực rất lớn cho con cháu vượt khó vươn lên học tập, làm người có ích cho xã hội, rằng danh cho gia đình, họ tộc. Bên cạnh thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, thì việc răn dạy con cháu không vi phạm pháp luật cũng luôn được dòng họ chú ý. Đây cũng là dòng họ đầu tiên trong thôn xã đã quyết tâm thực hiện dòng họ không có tội phạm và vi phạm tệ nạn xã hội. Vào dịp 17 tháng 3 là tế thú của họ, thì họ luôn luôn là có như làm cái lễ để là trao khen thưởng. Vì là dòng họ này là từ trước đến nay là có một là cái bộ gia phả Hà Nôm, là bộ văn hóa thông tin tỉnh Quảng Trị đã là công nhận có một là khuôn dấu mẫu, thì lấy đó để làm cái giấy khen hàng năm khen thưởng cho các cháu trong cái học tập, để các cháu đua tranh nhau học tập, và tiếp đó là để rồi là con cháu là hiểu được cái truyền thống huyết thống của dòng tộc, của nước nhớ nguồn, biết kính trên nhường dưới, lễ phép với ông bà, hiếu thảo với tổ tiên ông bà, và chăm lo cho tất cả mọi người con cháu đoàn kết để rồi xây dựng trong một cái họ tộc vững mạnh. Thôn Nam Tân có lợi thế về trồng các loại cây công nghiệp như cao su và hồ tiêu. Bên cạnh diện tích cao su của nông trường, thì Nam Tân cũng có tới gần 70 hectare trồng cao su tiểu điền của bà con nông dân, phần lớn đang trong độ tuổi thu hoạch. Nam Tân có một diện tích lúa chừng 10 hectare được tưới tắm tốt tươi. Chính từ những giếng cổ như giếng cây đa này, các nguồn nước mát lành ngày đêm chảy không ngừng nghỉ đã dâng đầy hồ đập phủ dụng cho mùa màng thêm bội thu. Và cũng chính từ nguồn nước ngầm âm thầm chảy từ trong lòng đất này, hàng trăm năm nay bao dung như bầu vũ đất mẹ, đã ươm cây trồng người, cho đất nở hoa và tạo nên những con người Nam Tân thuần hậu chất phát, nhưng lại kiên trung như cây cao tản rồng giữa trời. Quý vị và các bạn vừa xem xong phóng sự Nam Tân xưa và nay. Phóng sự trên đây chỉ là những phác họa của bức tranh thêu hoa dệt gấm mà người Nam Tân đã dệt nên từ sự tiếp nối qua bao đời. Do chiến tranh tàn phá và vật đổi sao rời nên những dấu tích xưa cũ không còn nhiều. Tuy nhiên, qua sự ngưỡng vọng về truyền thống dòng họ trong quá khứ và sự chung tay xây dựng quê hương của hậu thế hôm nay, tin chắc rằng từ những hồn cốt văn hóa dung dị ấy sẽ tạo dựng một Nam Tân tự tin đi tới tương lai.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.